Chào mừng quý bạn đến kênh video điện máy Cường Linh. Thì những nhiều video hôm trước chúng tôi đã giới thiệu đến cái máy ép cảm viên. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn cách thay sàng của cái máy ép cảm. Thì đây là cái máy ép cảm viên F150 này, đấu trục trực tiếp đời mới hiện nay. Đấy thì trong lúc đây thì đang hiện tại lắp sẵn trong máy là sàng 4 ly, và trong quá trình sử dụng chúng ta có nhu cầu thay cái sàng nhỏ hơn, ví dụ như là 3 ly. Đây. 3 ly hoặc là 2 ly, hoặc là 2 ly. Đây, cái này là cái 3 ly này. Đấy. Hoặc là cái này là cái 2 ly này để làm thức ăn cho từng loại vật nuôi khác nhau. Đấy. Hoặc là trong lúc chúng ta ép mà để nguyên liệu hơi khô quá thì này sàng nó bị tắc, thì chúng ta sẽ phải tiến hành mở sàng ra và đục các lỗ sàng. Thì hôm nay chúng tôi xin hướng dẫn quý bạn thay sàng này. Đấy, hướng dẫn thay sàng, tháo mở và hướng dẫn cách thay sàng. Thì đây là cái mẫu máy S150 đấu trục trực tiếp, máy chạy điện một pha 220V, motor 3,5 kg, dây đồng của toàn phát. Đấy, cũng như nhiều video chúng tôi đã giới thiệu trước đây. Đấy. Còn máy lắp sẵn trong máy là sàng 4 ly như này. Thì đây, đầu tiên để tháo cái sàng ra này thì chúng ta sẽ tiến hành dùng cái cờ lê 17. Đây là theo máy thì gồm có một cái cờ lê 17 này. Đấy, một cái cờ lê 10. Đấy, và một cái khóa mở để mở sàng. Cái này là tác dụng là để chúng ta vặn vào hai cái lỗ trục ở của cái sàng đây, rồi chúng ta sẽ nhấc lên. Đấy, sau đây chúng ta sẽ tiến hành mở, dùng cái clip 17 chúng ta sẽ mở bốn con ốc này ra này để chúng ta tháo cái bệ này ra. Còn đây chúng ta có thể nhìn thấy đây là lỗ sàng 3 ly. Đây là lỗ sàng 3 ly. Đấy. Còn là sàng 2 ly thì nó sẽ nhỏ hơn. Đây là 2 ly. Đấy. Đấy, chúng ta tiến hành mở hết 4 ốc 4 bên. Thì thông tin thêm với quý bà con thì máy ép cảm viên S150 sử dụng dây đấu đầu trực tiếp, không dùng dây cu loa. Đấy. Một giờ nó có thể ép được từ tạ 2 đến tạ rưỡi cám, và các nguyên liệu có thể ép được đó là cám ngô, cám gạo này, rau củ quả, ốc biêu vàng, đầu tôm, đầu cá hoặc là ngô hạt. Đấy, với số lượng ngô hạt chúng ta chỉ khoảng 20-30% thôi. Đấy. Sau khi mở 4 con ốc đấy thì chúng ta tiến hành đây, đưa cái bề mặt trên của nó. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái này là cái quả lô của máy này. Đấy, đây là cái quả lô của máy. Có hai cái quả lô hai bên, nó có thể xoay được như này. Đấy. Đúc vào đây. Đây là bên trong của cái máy này. Thì đây sẵn đây là cái mặt sàng 4 ly. Đấy, mặt sàng 4 ly. Thì muốn mở ra thì chúng ta sẽ phải đột cái ốc này ra. Đấy, chúng ta sử dụng mở theo chiều quay ốc bình thường, như kiểu là chúng ta vặn một con ốc bình thường thôi. Đấy, chúng ta mở ra. Đấy, bên trong nó có một cái đấy, bằng hình sao như này. Đấy, để nó hãm, làm cái ốc hãm. Đấy, và một cái lông đen rất là dày. Đây. Đấy, mở ba cái này ra. Tiếp theo chúng ta tiến hành lấy cái phụ kiện tháo mở sàng. Đây là phụ kiện tháo mở sàng này. Chúng ta sẽ gắn hai con ốc nó nhỏ này vào. Đấy. Và chúng ta tiến hành nhấc cái sàng lên. Đây, rất là dễ như này. Đấy, đây là phụ kiện tháo mở sàng nhé. Đây là chúng ta. Sau đấy chúng ta tiến hành bỏ cái sàng mới vào, bỏ cái sàng cần thay. Thì chúng ta để ý là trên cái sàng này nó có một cái lỗ để bỏ cá này. Đấy, cái lỗ này cá này chúng ta để ý là cho cái lỗ này nó vào với cái cá bên trong của trục, rồi tiến hành lắp theo tuần tự vào thôi. Rất là dễ phải không ạ? Đây, còn nếu ví dụ cái sàng này mà bị tắc này thì chúng ta sẽ phải mang ra, chúng ta sẽ dùng cái đinh nhọn chúng ta chọt qua. Và lưu ý với quý các bạn, lưu ý là lúc chúng ta chọt cái này chúng phải chọt rất là sạch. Đấy, cho xong có thể sử dụng vòi phun áp lực cao ấy, vòi nước ấy, chúng ta xịt qua để sạch cái cám đấy, để cái viên cám chúng ta sẽ ép sau này thì nó sẽ mịn hơn. Đấy, chúng ta tiến hành dùng đóng chặt lại vào. Đấy, chúng ta tiến hành đóng chặt vào. Đây chúng ta để ý là có các cái này, có các rãnh này. Thì chúng ta đóng lúc nào mà có một cái rãnh này
nó vừa vào với cái khe hở này, có thể gánh này hoặc rãnh này hoặc rãnh bên này đấy. Chúng ta tiến hành lấy cái tua vít ấy, chúng ta sẽ bậy cái này lên, chúng ta đóng cái này nó ốp vào sẵn vào con ốc này để đảm bảo là trong quá trình sử dụng là nó không bị bung ra đấy, con ốc nó không bị bật ra. Đây, chúng ta sẽ lấy cái đầu bẹp của cái tung nơ vít đấy, chúng ta sẽ bậy cái đai này lên, chúng ta đập ốp vào cái ôn ốc này để hãm con ốc. Đấy, thế là chúng ta đấy, đây chúng ta có thể nhìn thấy phải nên đập vào đấy. Thì sau khi đập vào này, sau chúng ta mở thì chúng ta đầu tiên lưu ý là chúng ta sẽ phải ấy con ốc này ra, chúng ta phải cạy cái ốp này ra, cái chắn này ra đấy. Thì đây là chúng ta đã hoàn thành công việc là lắp sàng vào này, thì chúng ta tiến hành tiếp theo là lắp cái quả lô và cái mặt bên trên của máy vào đấy. Bỏ cân đối để ý có cái mũi tên chỉ chiều hướng quay của cái quả lô ở của cái mặt sàng đấy, mũi tên chỉ chiều quay của cái mặt sàng thì nó sẽ hướng ra đằng trước như này đấy. Rồi chúng ta tiến hành vặn ốc vào thôi đấy, rất là dễ. Máy ép cán vít F150 đấy, tiến hành vặn 4 ốc vào là được. Còn hai con ốc hai bên này là để điều chỉnh cái khoảng cách của quả lô vào cái mặt sàng đấy, muốn ép cám ra thì cái quả lô nó phải ép vừa phải với mặt sàng. Đây chúng ta có thể nhìn thấy máy đây. Với cái máy này thì giúp chúng ta làm cám chăn nuôi lợn đấy, gà vịt ngan ngỗng hoặc là tôm cá thì tiết kiệm được rất là nhiều chi phí chăn nuôi, vì giờ cám công nghiệp giá thành rất là cao đấy, và nguyên liệu ở nhà chúng ta sẵn có rất là nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng nguyên liệu ở nhà thì tiết kiệm được rất là nhiều chi phí đấy. Tất cả các máy thì chúng tôi đã đều đấu điện sẵn này và sử dụng cái automat sẵn rồi đấy. Motor là motor 3,5 kg dây đồng, chạy điện một pha và vòng tua là vòng tua chậm. Tổng trọng lượng của máy là 7 tổng trọng lượng của máy là 74 cân và có 4 bánh xe di chuyển như này. Đấy, rất là dễ dàng di chuyển. Đây, chúng ta sẽ tiến hành thay luôn cả 3 máy này. Đấy, thì quý bạn có nhu cầu mua máy ép cám viên thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh, địa chỉ số 1 lô TT3, khu đồ giã Ngũ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình. Quý bạn có thể liên hệ được tư vấn cũng như báo giá tốt nhất về sản phẩm. Ngoài sản phẩm máy ép cám viên thì bên chúng tôi còn sản xuất thêm các dòng máy như là máy băm chuối này, máy băm chuối, băm bèo đấy, máy tách hạt ngô đấy, máy xới đất, máy cày bừa đây, và sản phẩm mới nhất là cái máy tách hạt máy cướp lúa mini gia đình đấy. Còn bên xa xa đây là cái máy vắt lông gà lông vịt đấy. Thì quý bạn tất cả dòng máy móc nông nghiệp đấy thì có nhu cầu mua thì vui lòng liên hệ. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.